Mặn rồi chắc là từ nó đổ buồn ngủ vô rồi. về. Tới sáng mai đi châu chưa lắm rồi đó, làm Múc cái gì lên ơi, giá múc nữa lên rồi giá đổ nữa, xuống. đổ xuống cái giá này nó trời ơi làm hồi Múc mấy lên. nhừ ở trên trong. Rồi chúng ta sẽ tiếp theo theo. Tiếp theo để Rồi chúng ta múc lên một miếng thì chúng miếng ta đổ đổ xuống xuống nữa. nữa thôi, trời dư rồi. Ủa. Tới sáng mai đó, chưa rồi. Rồi đổ xuống một nửa thôi. Một nửa. Đi chia đúng Chia, nửa chia, thôi chứ chia đừng có nè, chia làm hai đổ chia làm hai xuống. đổ xuống. Chứ đừng có để dư trên đó. Chia ra. Trời ơi, chưa lắm rồi cháu ơi, còn đi là đi ấy nữa nè. Úp cái dĩa vô cái chảo Úp cái luôn. đường cạo cạo cho sạch luôn phải không? Trời Cạo. ơi. Tao nghĩ luôn đó. Đi lại ăn cơm. Đi Úp cái úp dĩa xuống cái luôn, dĩa bỏ xuống luôn. lại luôn đi. Ừ. Rồi dính vậy sao mà ăn trời. Mày khùng. Làm hồi bấy nhự trên ba hết hết ăn luôn rồi nè. Trời ơi cái dĩa thiệt rồi tì quậy thấy ghê không. Mày ăn uống gì mắc cười không có bóp ròn hoài vậy. Xúc xuống rồi, giá đi xúc gì nhiều lắm nhiều rồi, lắm ăn sao rồi, hết. ăn sao hết. Ừ. Rồi ông cố nội ơi. Nhiều rồi đó, Nhiều bớt dữ lại lắm thôi. bớt là... Bớt lại miếng Không đi bớt nè, lại bớt lại một miếng thôi chứ đây nhiều lắm. nhiều lắm. Ơi ông nội nè, hồi cái dĩa này ha, ta giục cái dĩa này nè, đẹp cái ghê không?